Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đồng nghiệp IA. Mình là Nhật Ý, Brand Manager tại Nestby AA. Và hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người một sản phẩm bảo hiểm đầu tư mới nhất của nhà IA. Đó là sản phẩm gì ạ? Mọi người hãy cùng chờ đón vào ngày 1 tây tháng 4 này nhé.